Sáng ngày 4 tháng 4, Cơ quan Thường trực Báo Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn, 250 lít dung dịch sát trùng, 200 bộ đồ bảo hộ chuyên dụng gồm áo, quần, nón, kính găng tay, 200 đèn năng lượng cá nhân, 200 chai gen nano, 100 chai dung dịch sát khuẩn nano bạc, buồng tiệt trùng bằng tia UV, 50 máy đo thân nhiệt cầm tay cùng nhiều nhu yếu phẩm khác được trao cho các lực lượng biên phòng, y tế, công an, quân sự là những đơn vị chủ công trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay. Tổng giá trị quà tặng hơn 200 triệu đồng do Báo Nhân dân vận động, Câu lạc bộ Doanh nhân Tây Ninh Sài Gòn và nhóm cựu học sinh Trung học phổ thông Hùng Vương niên khóa 1991-1994 trao tặng. Thay mặt lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng gửi lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, đồng hương trong và ngoài tỉnh. Sự chung tay tiếp sức này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng tại Tây Ninh an tâm vững vàng trên tuyến đầu chống dịch. Trong dịp này, Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Tây Ninh, Câu lạc bộ Doanh nhân Tây Ninh Sài Gòn và nhóm cựu học sinh Trung học phổ thông Hùng Vương niên khóa 1991-1994 đã gửi tặng cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh 9.000 khẩu trang, 182 chai gel sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn, xà phòng, dầu gội, kem đánh răng và nhu yếu phẩm nhằm ủng hộ các đơn vị truyền thông tiếp tục vững vàng trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội với tổng giá trị trên 27 triệu đồng.